chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Nay mình tiếp tục ra video để chia sẻ cho anh em. Nội dung trong video lần này mình muốn chia sẻ cho anh em là cách làm chuyển động những bức ảnh bằng điện thoại hay điều hành Android nghe anh em. Nghe vậy nhiều anh em có thể thắc mắc là ảnh đã là vô tri vô giác thì làm sao chuyển động được. Nếu anh em muốn biết mình làm bằng cách nào thì mời anh em xem tiếp video này của mình. Bây giờ anh em vào cửa hàng Xét Lay tải cho mình ứng dụng này, rồi cài đặt về máy CEGGI, giống trong hình luôn nghe anh em. Cài đặt xong rồi, bây giờ anh em bắt đầu mở ứng dụng lên nghe anh em. Anh em chọn là Let's Eat Tha. Rồi anh em chọn tiếp là Allow Access. Anh em chọn cho phép. Đây là giao diện của ứng dụng nghe anh em. Ở đây có rất là nhiều mẫu, anh em thích cái nào thì mình chọn cái đó. Bây giờ mình lấy một mẫu để mình làm cho anh em xem nè. Anh em chọn là Show a Photo. Nhấn vào đây để lấy ảnh nghe anh em. Anh em lưu ý là ảnh phải hướng mặt ra ngoài, trực diện, và lấy được khoảng nửa cơ thể trở lên. Xong anh em nhớ, nếu anh em chọn một ảnh không phù hợp, nó sẽ hiện thế này. Anh em chọn tiếp là Show an Order Photo để tiếp tục lấy ảnh khác. Nếu mà nó hiện như thế này thì ảnh đã được chấp nhận rồi nghe anh em. Anh em cũng có thể đặt tên nè, mình sẽ để mặc định nghe anh em. Rồi bây giờ anh em chọn đông. Anh em chọn tiếp là Let's Eat CEGGI. Rồi ảnh đã chuyển động theo mẫu nghe anh em. Để lưu được thì anh em cần có một cái ứng dụng chỉnh sửa video. Cái ứng dụng mà mình hay sử dụng là KeyMaster. Ở đây có hai cái chế độ lưu nghe anh em. Anh em tùy chọn. GIF là ảnh động, còn cái kế bên hiển thị dạng video nghe anh em. Xong rồi anh em chọn chữ Send nè. Chọn ứng dụng chỉnh sửa của anh em. Mình chọn là KeyMaster. Nó hiện như thế này là video tự động sẽ lưu về máy của anh em luôn. Khi mình tạo ra cái video thế này, khoảng chừng vài giây một video nghe anh em có thể nhân bản nhiều ra, hoặc là kết hợp nhiều mẫu khác nhau để tạo ra một cái video sáng tạo cho riêng mình. Mình dừng lại nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.